Sáng 18 tháng 12, Fan bóng đá Việt Nam liên tục chia sẻ thông tin về việc Đoàn Văn Hậu đã có trận đấu đầu tiên ra sân thi đấu chính thức cho đội 1 SC Heerenveen. Bên cạnh những hình ảnh Văn Hậu thi đấu lan xả, ăn mừng tươi tắn, hạnh phúc bên đồng đội thì có một khoảnh khắc làm fan đặc biệt chú ý và có phần xúc động. Đó là khi Văn Hậu cầm cờ Việt Nam đứng chụp ảnh cùng với một vài fan Việt tại Hà Lan và đông đảo cổ động viên SC Heerenveen. Trên tay Văn Hậu là cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc. Anh chàng nâng niu và tự hào khi góp phần đem hình ảnh của Việt Nam đến châu Âu. Đây không phải là lần đầu một cầu thủ Việt Nam vươn mình ra trời Âu, nhưng đây chắc chắn là lần đầu 97 triệu người dân Việt Nam hy vọng về sự tỏa sáng của một cầu thủ nhiều đến như vậy. Có lẽ chính sự chảy chật, vất vả của thế hệ đàn anh đi trước khiến mọi người đặt kỳ vọng nhiều hơn. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem trước Đoàn Văn Hậu, cầu thủ Việt từng chảy chật thế nào tại châu Âu. Ba cái tên với ba câu chuyện sau đây chắc chắn sẽ khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Nguyễn Việt Thắng. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại sang châu Âu. Nguyễn Việt Thắng từng được gửi tới đội trẻ Porto, Bồ Đào Nha từ năm 2004 đến năm 2005. Đây thực chất là một chuyến học việc tại đội bóng châu Âu. Dẫu Việt Thắng là một tiền đạo có chất lượng, thể hình gần 1m80 và được huấn luyện viên Calisto giới thiệu, nhưng anh chỉ được tập luyện, chứ chưa ra sân thi đấu cùng câu lạc bộ Porto suốt một năm trời. Quá trình rèn luyện cũng như phát triển của cầu thủ không nhận được quá nhiều sự chú ý, để rồi cái tên Việt Thắng vụt lên rồi chìm dần trong sự tiếc nuối. Lê Công Vinh. Phải mất 4 năm sau thương vụ của Việt Thắng, bóng đá Việt mới có thêm một trường hợp xuất ngoại. Trường hợp ấy mang tên Lê Công Vinh, một trong những cầu thủ được coi là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Công Vinh từng ký hợp đồng với Lesos, Bồ Đào Nha hồi tháng 9 năm 2009 và trở thành cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng tại một giải đấu chuyên nghiệp ở châu Âu. Trận đấu chính thức đầu tiên của Vinh tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là cuộc đối đầu với UD Leiria vào ngày 4 tháng 10 năm 2009. Lesos thắng 3-2. Công Vinh đã chơi trong cả trận ở vị trí tiền vệ trái và không ghi bàn. Trận đấu này thiết lập cột mốc lịch sử. Công Vinh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu ở một giải vô địch quốc gia của châu Âu. Chỉ gắn bó với Lesos 3 tháng, thi đấu một trận giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, một trận ở cúp quốc gia và ghi một bàn thắng vào đầu năm 2010. Công Vinh trở lại Việt Nam khoác áo câu lạc bộ Hà Nội T&T. Trong cuộc trò chuyện với báo Nghệ An, cựu thủ quân đội tuyển quốc gia từng kể lại: trong 3 tháng tại Bồ Đào Nha, anh đã phải mất 1 tháng để làm quen cuộc sống tại đây. Sau mỗi buổi tập mệt nhoài, anh phải tự về nấu ăn, giặt giũ. Rào cản về ngoại ngữ và văn hóa tại đây cũng khiến Công Vinh gặp rất nhiều khó khăn. Mọi thứ không hề dễ dàng. Khi tôi là người tiên phong, tất cả đều mới mẻ. Tôi đã từng rất cô đơn, thậm chí là cô độc. Không người thân, không ai giúp đỡ mình cả. Thậm chí, tôi phải tự bắt tàu điện hoặc đạp xe đến sân tập. Đói thì tự nấu ăn, dưới cái lạnh dưới 0 độ C và sự cô đơn. Nếu anh là một phóng viên thể thao tác nghiệp tại nước ngoài, chỉ vài ngày đã cảm thấy nhớ nhà, thì cầu thủ còn cô đơn hơn gấp bội. Công Vinh ngậm ngùi chia sẻ lại câu chuyện về lần xuất ngoại đầy kỷ niệm buồn ấy. Đến năm 2013, hợp đồng cho mượn giữa Sông Lam Nghệ An và Sapporo đưa Công Vinh lập thêm kỷ lục mới. Cầu thủ Việt đầu tiên có 2 lần xuất ngoại, nhưng anh tiếp tục bị cô lập và không gặt hái được nhiều thành công. Nguyễn Công Phượng. Và chắc chắn chúng ta phải nhắc đến cái tên gây tiếc nuối nhất cho người hâm mộ Việt Nam thời điểm hiện tại. Đó là Công Phượng, thần đồng bóng đá Việt từng được ví như Messi của Việt Nam. Nguyễn Công Phượng thi đấu cho câu lạc bộ St. Jordan's, Bỉ từ tháng 8 năm 2019. Anh được ra sân từ băng ghế dự bị trong trận St. Jordan's làm khách và thua Brugge 0-6 ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Bỉ. Đó là lần duy nhất tính đến thời điểm này, Công Phượng được thi đấu cùng đội 1 St. Jordan's ở giải vô địch quốc gia. Còn lại, anh chỉ tập luyện và thi đấu cùng tuyển trẻ. Tưởng rằng với những kinh nghiệm sau 3 lần xuất ngoại trước sẽ giúp Phượng phần nào đỡ bỡ ngỡ hơn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ vì sự bảo thủ của huấn luyện viên St. Jordan's khiến Phượng ngày qua ngày không có tên trong danh sách thi đấu. Hệ quả tất yếu sẽ đến khi Phượng dần mất cảm giác bóng và có dấu hiệu xuống phong độ khi trở về đội tuyển quốc gia. Tất cả đều cảm thấy thương Phượng hơn là trách móc. Và Đoàn Văn Hậu còn phải nỗ lực không ngừng tại châu Âu. Ít ra sau 3 câu chuyện trên, chúng ta nhận lại một điều vô cùng tích cực là sau các đàn anh Việt Thắng, Công Vinh, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu được đánh giá là có tương lai sáng sủa hơn cùng một câu lạc bộ châu Âu. Anh sở hữu thể hình đẹp với chiều cao 1m85, là mẫu hậu vệ biên có lối chơi hiện đại, quyết liệt trong phòng ngự và hỗ trợ tấn công hiệu quả với những quả tạt chính xác. Văn Hậu cũng mạnh ở khả năng sút xa, chưa kể là những kinh nghiệm xương máu mà đàn anh đã để lại. Với những sở trường sẵn có như vậy, điều còn thiếu để cho Văn Hậu tỏa sáng ở châu Âu chỉ còn là sự nỗ lực từ chính bản thân. Và Hậu đang làm vô cùng tốt điều đó. Trên đà thăng tiến như hiện tại, với dấu mốc đã được ra sân tại cúp quốc gia, việc Văn Hậu đặt cột mốc lần đầu đá ở giải vô địch quốc gia Hà Lan là chuyện một tương lai rất gần. Tất cả chúng tôi, cùng 97 triệu người dân Việt Nam đều đang chờ đợi một tương lai vô cùng tươi sáng ấy.